Ai đây? Nghỉ tay ăn cơm mình ơi. Ôi trời, cẩn thận nha. Yên tâm. Tôi biết ngay mà, ở đây có cái cọc trâu. Sao mình không nhắc sớm? Bảo rồi thì không nghe. Ra đây làm gì? Về nhà đi. Mang cơm nó cho mình đây. Cơm nước gì? Mình ơi. Hả? Đỡ em lên cái. Rồi ạ. Đỡ cho em cái. Đời. À, đỡ em lên nào. Ôi giời. Sáng giờ mới cuộc được có 2 mẫu thôi. Nghỉ phải tay. Cuộc thêm 2 mẫu nữa thì mới nghỉ. Nghỉ ăn cơm mình ơi. Ừ. Mình lên ăn cơm mình. Ờ, đây, mình lên trước đi. Ôi trời ơi. À. Ôi giời. Đây. Ôi. Ôi. Đã bảo rồi. Người ta phải cuốc thêm mấy mẫu nữa thì mới ăn hiểu chưa? Tôi không mang cơm ra cho mình thì mình đói à? Nhằm nhò gì? Đợt trước ấy, ở nhà phú ông ấy, người ta hành tôi như thế mà còn chẳng ăn thua nữa à? Mà công nhận mình khỏe thật đấy. Đêm qua cày cả đêm rồi, thế mà sáng nay vẫn đi cày ruộng được. Thế thì mình mới có mấy cái tàu hám hộp ở nhà chứ. Hôm nay cơm lại có cả cá à? Này, mình ăn đi. Ừ. Họ, họ. Ô hay. Tại sao bát của tôi có cá mà bát của Bun nó không có cá? Mình làm việc vất vả, tôi nhường cá cho mình đấy. Tôi ăn cơm không là được rồi. Ừ thì thôi, có con cá này Bun nó ăn đi. Không, tôi không ăn đâu. Mình ăn đi. Bù nó ăn đi. Mình ăn để còn lấy sức, tí còn cày ruộng. Tối nay về còn cày tiếp nhá. Trời, thằng này cuốc ruộng mệt rồi. Bù nó ăn đi. Mình ăn đi để còn lấy sức tối nay cày. À, mình ngồi chờ tôi. Tôi ra lấy cho mình hớp nước nhá. Này. Bù nó ơi. Trời ạ. Nhà có một con cá mà Bù nó vất vả lại nhường cho tôi. Ừ. Thôi, mình là Trang Nam Tử Hán Đại Trường Phu, mình phải nhường cho Bun nó vậy. Bun nó ăn đi nha, rồi để cho thằng này mấy cái tàu há mồm nữa. Tôi ăn cơm không là được rồi. Cao Xanh ơi, sao bắt cơm không tự dưng lại có một con cá? Đúng là trời xanh có mắt. Ôi, con cá ngon quá. Thôi, con cá này mình lại nhường cho Bun nó vậy. À, Cao Xanh ơi, lại có một con cá nữa. Cao Xanh có mắt lại cho nhà mình con cá nữa. Thôi, con cá này mình lại nhường cho Bun nó vậy. Cao Xanh ơi, không có cá, lần này chỉ có cơm. Vợ ơi, vợ ơi. Đây. Ôi trời ơi. Kiếm mãi mới được bát nước. Sao thế mình? Cao Xanh thương, chả hiểu sao. Nãy tôi nhường cái bát có cá cho Bun nó để tôi ăn bát cơm không, nhưng chẳng hiểu sao á, Cao Xanh thương Bun nó ạ. Ăn vào một cái lại ra một con cá, tôi lại nhường Bun nó. Vả phát thứ hai lại ra một con cá. Tôi thương Bun nó quá, tôi lại nhường Bun nó. Bun nó cứ ăn hết 3 con cá kia đi nhá. Tôi ăn cơm không là được rồi. Có cơm ăn là may rồi Bun nó ạ. Ăn đi. Em cảm ơn mình. Ăn đi. Bun nó ăn đi. Này 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 này, hai đứa này, chúng mày đang làm cái trò gì đấy? Chúng tôi đang ăn cơm, đang có một con cá, tự dưng Cao Xanh lại cho 2 con cá. Này, tao không hỏi chúng mày ăn cái gì, mà ý tao hỏi là chúng mày đang ngồi ở đâu.
Chúng tôi đang ngồi ở trên bờ đất. Đất của ai? Đất của tôi. Ông lại thọc cả cái ba to mà mồm mấy giờ cái thằng nó dậy. Con xin ông ạ. Sao mà phải xin? Ông tự cho nhá. Bỏ cái tay ra. Cái gì đấy? Thế tôi tao hỏi lại là chúng mày có biết đây là đất của ai không? Đây là đất của tôi. Ngậm mồm. Tao nói cho chúng mày biết nhá. Con này. Bỏ tay ra. Cái đất này là của thầy U tao. Để lại cho tao. Mà cái đất này là của ông bà tao. Để lại cho thầy U tao. Nhá. Nói tóm lại là một mình tao chấp hết. Hết cái gì? Đây là một cái bãi hoang nhá. Chính tay vợ chồng tôi khai hoang trồng trọt. Chuẩn bị là gieo hạt để vào mùa rồi nhá. Hoang cái tiên sư nhà mày. Bây giờ ông nói cho chúng mày biết nhá. Chúng mày mà không cuốn xéo nhá, ông sẽ gọi người đến nhá, gô cổ chúng mày lại nghe chưa? Gô cổ thì làm sao? Con xin ông, vợ chồng con nghèo hèn nên là vợ chồng con nói gì sai thì ông bỏ qua cho ạ. Đấy. Con xin vợ chồng. Nói như con vợ mày tao còn nghe được. Nó là đứa biết điều đấy. Bỏ cái tay ra. Thì gì? Thế bây giờ tóm lại là chúng mày có cuốn xéo không? Chúng tôi không cuốn xéo đấy. Thôi không cuốn xéo đấy. Mình bao nhiêu công sức của tôi nhá. Mình cứ để em. Dạ ông ơi, con xin ông ạ, bây giờ là ông có cách nào giúp vợ chồng con không ạ? Giúp à? Dạ vâng ạ. Thôi được rồi. Gia đình ông nhá là sống có phúc, có đức, dạ, có nhân, có nghĩa. Được chưa? Dạ vâng thì ạ. Thì làm sao? Dù sao thì vợ chồng mày cũng có công gọi là khai hoang trồng trọt trên đất nhà ông. Nên là ông tính như thế này nhá. Ông không cần biết chúng mày trồng cái gì, nhưng mà cứ đến cuối vụ, đến mùa thu hoạch ấy, thì là chia đôi. Ông lấy phần trên, chúng mày lấy phần dưới. Được chưa? Không được. Đất tôi khai hoang, tôi trồng trọt thì tôi phải được hết. Ông có làm gì đâu mà ông lấy. Thôi, dạ vâng thưa ông ạ. Gia đình con đồng ý ạ. Đồng ý đúng không? Dạ vâng. Mà kể cả không đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi. Vì nó là đất là ông nhá. Ông chỉ nói thế thôi. Dạ. Chúng mày cứ liệu liệu đấy. Bố nó ơi, thế người ta lấy hết bên trên thì bên dưới mình lấy gốc rồi, mình ăn hết cả rễ à mình. Thầy, thầy đi theo con. Hôm nay nhá, con sẽ chứng minh cho thầy biết rằng con không phải là cái loại phá gia chi tử, không phải là cái thằng ăn tàn phá hại như là thầy nói con ở nhà nhá. Con nói cho thầy biết nhá, ở nhà ấy, con ấy là con của thầy nhá, nhưng mà riêng ra ngoài đường nhá, con lại là thầy của nhá. Cái gì? Của chúng nó nhá. Để thầy xem mà mày làm ăn được cái trò trống gì. Rồi, thầy cứ đi theo con. À kia rồi. Vợ chồng nhà kia ra đây. Dạ. Con chào ông ạ, con chào cậu ạ. Vợ chồng con chào ông, chào cậu ạ. Thế nào? Dạ. Năm nay là mùa màng thế nào rồi? Dạ, nhờ ơn của cậu, của ông. Mà năm nay vợ chồng con cũng được cái mùa bội thu. Được, láo nhá. Dạ. Mày phải thưa ông trước rồi mới đến cậu sau chứ. Mày đã lộn ngược nhá. Dạ, mong ông thông cảm. Chồng con ít học nên là nói sai ạ. Thôi, thầy bỏ quá cho chúng nó. Thế bây giờ cậu hỏi này. Dạ. Vợ chồng chúng mày đã thu hoạch chưa? Dạ, thưa cậu, vợ chồng con nào dám ạ. Phải chờ ông và cậu đến thu hoạch. Bây giờ thì ông và cậu sẽ thu hoạch ở phần trên mặt đất. Đúng rồi. Còn sau đó vợ chồng con sẽ thu hoạch ở phần dưới mặt đất ạ. Chuẩn luôn. Đấy. Thế là thầy con mình sẽ thu, còn chúng nó chỉ là bội thôi. Dạ vâng ạ. Thế cái ruộng kia phải không? Dạ vâng ạ. Thế vụ này chúng mày trồng sắn à? Dạ vâng. Vụ này vợ chồng con chỉ dám trồng sắn thôi ạ. Thế ông với cậu thu ở trên mặt đất. Dạ. Còn vợ chồng mày thu ở dưới. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thế là vợ chồng mày thì ăn sắn,
Dạ, còn ông với cậu thì ăn cây và lá đúng dạ, không? Dạ vâng, đúng dạ, rồi. Vợ chồng con chỉ dám ăn sắn, còn để cho ông ăn hẳn cây với cả lá đấy ạ. À, dạ. Mày thông minh nhỉ con nhỉ? Dạ. Thế bây giờ mày ra thu đi, cái đồ ngu nhá. Mày ra mày đưa hết cả cái cây sắn với lá sắn về mày mày gặm hết cho ông nhá. Mày mà không ăn hết thì mày đừng vác mặt về nhà ông dạ. Nhá. Ôi trời ơi, mày tại sao mày giống ai mà mày lại thông minh thế chứ gì? Chứ mà tưởng là cái cây... À chứ cậu ơi, thế con mời cậu xuống thu hoạch để vợ chồng con còn lấy cái bên dưới ạ. Dạ. Thu cái thầy bu xuống mày. Được rồi, chúng mày nhớ cậu nhá. Được rồi, thầy ơi, thầy, con bảo này. Cảm ơn bu nó thông minh thật đấy. Thôi giờ về ăn cơm với cá đi bu ơi. Hồng hồng tuyết tuyết mà ngày nào chưa biết cái chi chỉ tóm chặt chặt tóm 15 năm thâm thoát đã ra gì ngoảnh mặt lại đã tới thì tớ liệu tóm chặt 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 tóm 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 tóm. Thầy ạ. Thầy ạ. Thầy ơi, gọi cái gì? Tao không bị điếc đâu. Thầy không biết thì con gọi thì thầy phải bắt nhờ chứ đấy. Mày đứng ngay đây mà sao có phải bắt nhờ? Có việc gì nói đây. Thầy nào cáu cẩn với con. Con biết. Con biết là thầy vẫn giận con là cái chuyện sáng nay con với cái vợ chồng cái thằng khờ đấy. Vợ chồng thằng gì? Thằng khờ ấy. Mày bảo nó là khờ à? Nó còn khôn gấp vạn lần mày ấy. Khờ. Cả làng này gọi nó là thằng khờ, mày cũng gọi nó là thằng khờ. Nhưng mà nó là cái thằng khờ ăn người đấy. Nhá. Đấy mày thấy không? Nó đã lừa mày được rồi. Mà chính bản thân nó đấy, nó còn lừa được cái con vợ nó đẹp như tranh vẽ thế cơ mà. Còn mày, mày lúc nào cũng vỗ ngực mày thông minh. Có con thần kinh nào nó mò đến mày chưa? Giời, đấy là chẳng qua con chưa thích lấy vợ đấy. Con mà thích nhá, gái là này con cưa đứa nào đổ đứa đấy luôn. Chị Diên, cơm mồm. Cứ đứa nào đổ lưới. Thế tóm lại ra ăn hết lá sắn chưa? Ăn hết lá sắn chưa? Ăn hết lá sắn chưa? Mày mở cái mồm mày ra. Mày điếc à? Con không điếc mà thầy vừa bảo là con ít mồm. Mà lá sắn làm sao mà ăn được? Con có phải trâu bò đâu mà ăn lá sắn. Mày còn không bằng châu bò nhá. Nó coi mày không bằng châu bò luôn. Úi giời ơi, còn với cái. Được rồi. Thầy cứ yên tâm nhé. Còn thầy ở đây. Con hứa con thề với thầy, thu này con sẽ không quên đâu nhá. Quên thì mày làm cái gì nó? Bây giờ vợ chồng nó chỉ lừa con được lần trước thôi. Lần này á, con đã có cách. Cách gì? Đường dài mới biết ngựa hay. Hãy đợi đây. Đợi đi. Đứng lại. Mày đi đâu? Thế bây giờ đêm hôm rồi không đi ngủ thì đi đâu? Úi giời, mày đi ngủ mày đập bàn mày đứng phắc dậy ông cứ tưởng mày sang này mày đánh hai vợ chồng nó đấy. Con đập bàn là để con thể hiện cái quyết tâm, cái chí khí của con nhá. Con đi ngủ đây. Chí khí. Được rồi. Để ông chờ xem cái chí khí của mày thế nào. Nước gì mà nhạt như nước ốc ấy. Dạo bước lên bu nó ơi. Nhanh lên.
Ui giời. Này 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 này. Hai vợ chồng này. Chúng mày dạ, đi đâu đấy? Vợ chồng con chào cậu ạ. Chào cậu ạ. Đi đâu đấy? Vợ chồng con đang định ra đồng. À. Ồ. Mà đến mùa thu hoạch đâu mà cậu đã xuất hiện ở đây rồi? Cái thằng này. Mày. Thế mày nghĩ là chỉ đến cái mùa thu hoạch thì cậu mới xuất hiện à? Cậu là cậu quan tâm lo lắng cái công việc của chúng mày. Dạ. Cho nên là cậu phải đến cậu giám sát ngay từ đầu mùa, hiểu dạ, chưa? Dạ vâng ạ. Thế là năm nay là vẫn làm ở trên cái đất của cậu đúng không? Dạ vâng. Dạ, vâng. Vẫn trên là thửa ruộng của cậu. Ừ. Dạ. Rồi rồi. À con này. Sang sang cậu bảo, sang cậu hỏi cái. Dạ dạ thôi con đứng đây nói chuyện với cậu là được rồi cậu ạ. Thế tóm lại là chúng mày năm nay có muốn làm trên đất của cậu không? Hả? Dạ. Đi sang đây. Sáng ra cứ để cậu cáu. Dạ vâng ạ, thưa cậu. Ừ, ngồi lên đây cơ. Kiếp bún đó. Này cậu hỏi này. Dạ. Dạ vâng. Thế năm nay là định trồng cái gì? Dạ. Dạ năm nay. Tao hỏi mày à? À thưa cậu, ừ. Năm nay vợ chồng con để con tính đó cậu ạ. Tính à? Dạ vâng. Thôi cậu tính luôn như thế này nhá. Năm ngoái thật ra là cậu biết đấy chứ, nhưng mà cậu thương chúng mày. Dạ vâng. Cho nên là cậu ưu ái, cậu để cho chúng mày lấy cái phần dưới, còn cậu lấy phần trên. Nhưng mà thôi, năm nay đổi lại đi. Năm nay chúng mày cũng phải nhường cho cậu. Cậu sẽ lấy phần dưới, còn chúng mày lấy phần trên. Chứ không ở nhà chứ. Thầy của cậu chửi cậu rát tai quá. Cậu lấy phần dưới? Ừ. Bọn con lại lấy phần trên à? Ừ. Nhưng mà cậu ơi. Thế nào, thế có làm không? À, không làm thì lượn. Cút, con chéo. Dạ, bọn con làm ạ. Thôi nhá, dạ cậu vâng. Cậu về đây. À, gửi cho cậu tiền bát nước nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. Dạ vâng, cậu lại nhà ạ. Đúng là cái bọn cướp này. Cả một đợt thu hoạch, có một ít củ ở bên dưới, giờ nó cũng đòi lấy mất. Thì vợ chồng mình ăn cái gì? Mình cứ để tôi tính đã. Tính nhanh lên. Mà lần sau cấm ngồi cạnh cậu đấy nhá. Rồi biết rồi. Tôi không thích đâu. Để tôi tính đã. Thôi đi thôi. Cấm đi. Ôi giời ơi. Mày lớn rồi mà mày chả có khôn gì cả. Thầy suốt ngày đánh con là thế nào nhỉ? Lớn tướng rồi vẫn đánh. Không đánh mày à? Bây giờ mày phải chủ động, mày làm, mày cứ lôi thầy ra đây làm gì? Hả? Con gọi thầy ra đây để con chứng minh cho thầy biết rằng là năm nay con khôn ra rồi. Con không ngu mãi được, thầy hiểu chưa? Chứ còn gì nữa? Không bao giờ là tắm hai lần trên một dòng sông. Con nói cho thầy biết thế. Ngu mãi thì phải thông minh chứ gì? Thầy yên tâm. Thầy còn đang lo mày không phải là con của thầy ấy. Ơ, thầy nói thế là ý gì đấy? Rõ ràng thầy thì thông minh như thế. Ừ. Ngày xưa là ông bà mày rất khó khăn. Vậy mà thầy phải vắt óc làm mới ra của cải vật chất như thế này, giàu nhất nhỉ ở cái làng ấy. Ê, vậy mà mày cái vụ vừa rồi mày thấy không hả? Thầy yên mày, tâm mày hợp đồng người ta thế nào? Thầy nghe con nói đây này. À. Các cụ đã dạy rồi, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời nhé. Thầy là thầy mới giàu ở cái đời này thôi, cho nên là sau này còn đến đời con rồi đến đời cháu con thì lúc đấy nó mới phá, nó mới bán hết nhá. Yên tâm. Cái gì? Ôi giời ơi, mày thấy cả cái vụ vừa rồi nhá. Đấy mày lôi cả một cái đống cây sắn, lá sắn về phơi khô đi để cho thầy nấu cám lợn rồi thổi cơm, húp khói toét cả mắt ấy. Suốt ngày thầy đây nghiến con cái chuyện đấy nhỉ? Con đã bảo là đấy là chuyện năm ngoái. Năm nay con thông minh ra rồi. Thầy yên tâm. Lần này nhá, con là con nắm đằng chuôi. Thầy chắc, hiểu không? Chắc chưa? Chắc luôn. Thầy yên tâm. À đây, vợ chồng đến rồi. Lại đây, hai vợ chồng kia lại đây. Dạ, ơi, ho. Dạ, con chào ông, con chào cậu ạ. Dạ. Bún đó ơi. Con chào ông, con chào cậu ạ. Này, cái thằng chồng mày ấy, đợt này nó chào thế là chuẩn đấy. Dạ vâng ạ. Đúng thứ tự đấy. Dạ. Nào, hai vợ chồng vừa đi thu hoạch về đấy hả?
Dạ, dạ vâng ạ. Thế là vừa mới thu hoạch hết cái phần trên rồi đấy hả? Vâng, theo như đúng lời cậu nói thì vợ chồng con thu hoạch ở phần trên mặt đất, còn nhường cho ông và cậu thu hoạch ở phần dưới mặt đất ạ. Thế thu hoạch xong chưa? Vợ chồng con thu hoạch xong rồi ông ạ. Này, thấy chưa? Thầy nghe chưa? Thủng tai chưa? Sáng mắt chưa? Con đã bảo rồi, con là bây giờ thông minh rồi. Này thế các con là năm nay vẫn lại trồng sắn chứ không? Dạ, thú thật với ông và cậu, năm ngoái vợ chồng con ăn sắn nhiều chán lắm rồi ạ. Đấy, mày thấy chưa? Vợ chồng nó cả năm ăn sắn chán. Thế còn thầy với mày thì ăn củi cũng chán rồi nhỉ. Thôi thầy hỏi gì hỏi đi. Thế năm nay chúng mày trồng cái gì? Dạ thưa ông, năm nay vợ chồng con trồng mía. Hả? Trồng mía? Dạ, dạ vâng ạ. Mà vợ chồng chúng mày thu hoạch ở trên mặt đất. Vâng. Dạ. Thế mày để cho ông với cậu mày ăn củ mía à? Dạ bọn con chỉ làm theo lời của cậu thôi ạ. Dạ thôi chúng con xin phép đi ra chợ bán mía không nó tàn chợ ạ. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Chào ông, chào cậu ạ. Đi thôi. Đi thôi. Thôi, thầy đóng cái mồm vào nhá. Con thừa biết là thầy định nói cái gì rồi. Cái mồm thầy rộng như thế là con biết thừa là thầy định nói cái gì con rồi nhá. Con không ngu đâu. Nhưng mà tiền sư cái vợ chồng nhà chúng mày nhá, chúng mày nhớ tao nhá. Chúng mày lừa tao lần này là lần thứ hai rồi nhá. Thầy ơi, con xin thầy, quá tàm bà bận, con xin thầy cho con thêm một cơ hội nhá, đúng một lần thứ ba nữa thôi, chắc chắn là con sẽ trả thù được, chúng nó không thể lừa con được nhá thầy nhá. Con xin thầy, con về trước đấy. Ôi con mệt quá. Con Sen đâu? Sen! Dạ, dạ, con đây ông ơi! Dạ! Con Sen đâu rồi? Dạ, ông gọi con à? Mày là được hay là cái? Dạ, con là được ạ. Thế tại sao ông gọi con Sen mà mày cứ dạ là dạ thế nào? Hả? Ông quên à? Ông gọi Sen lắp ráng hẳn nghe được. Tại sao không nghe được? Lúc sáng hắn với ba đi về bên nhà ngoài. Ngày mai nhà ngoài ông có dỗ đi nữa. Ôi trời ơi, đầu óc bao nhiêu việc nó loạn hết cả, không nhớ cái gì nữa. Thế còn mày đang làm gì? Dạ con đang ngủ ạ. Ngủ thế nào hả? Hả? Dạ. Ông truyền đời cho mày biết nhá, mày không bao giờ được phép ngủ khi chủ của đang thức, hiểu chưa? Đó chưa? Dạ. Nhưng mà ông ơi, mà tối rồi có việc chíu, dư gần sáng rồi thì con ngủ thôi. Mày nhớ cái việc gì không? Dạ, hả? Con chả có việc chí cả ông ạ. Ông giao con sáng ngày mai tạt cái áo, con tối thì không có việc chí cả ông ạ. Thế bây giờ gần sáng rồi đấy, nhá. Dậy đi, chuẩn bị tắt áo cho con gì đó. Dạ. Úi giời, đứng lại. Dạ. Cậu đâu? Dạ, cậu ạ. Cậu con không biết ạ. À? Mày ở nhà mày trông coi cái nhà này thì mày phải bao quát cậu đi đâu mày phải biết chứ. Hả? Okay. Hay là mày biết mày không nói? Dạ không ạ. Đúng không? Dạ, cậu đi đâu? Dạ ông để cậu ra, ông còn không biết cậu đi mố thì lắng con biết được. Dạ, mày ở nhà mày trông nhà mà mày không biết cậu đi đâu. Cậu đi đâu? Dạ ông ơi. Ông ơi. Dạ con nói ra thì cậu đánh con ông ạ. À, cái thằng này giỏi nhỉ. Thế mày nghĩ mày không nói thì mày không bị ăn đòn à? Hả? Hả? Mày có... Hả? Ông ơi, cậu đi đánh tổ tôm không ạ? Ôi ôi là giời ơi. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này còn tổ tôm với tổ cá ấy, thì khổ thân thế. Mà để ông nói cho mày biết chứ. Cái thằng cậu mày ấy, nhá. Nó bị ai lừa thì ông không nói, nhưng mà lại bị cái thằng đần nó lừa có nhục không? Cái chuyện tiền nhá, của thì ông không thèm chấp, nhưng mà cái danh dự nhá,
rồi nó bêu do chắt chấu vào mặt cả cái dòng họ như này nhá. Ai thì để cho cái thằng Ngân nó lừa bao giờ. Mày sang bên kia mày lôi cổ cậu về đây cho. Ông ơi, dư có mà sáng đổ lối ấy, là ông ạ. Ông hiểu, con xác định là con năm ở bên nếu về luôn. Sao? Câu đánh con chết luôn. Thế là mày ở nhà mày nghĩ mày không bị ông mà đánh chết à? Hả? À? Mà con đi không? Đi. Con đi ông ạ, con đi. Đi cũng chết, ở nhà cũng chết. Nó vẫn còn để đầu óc nó đi tổ tốt chứ thật khổ thân tôi không. Còn mấy cái, đúng là còn dại cái mang mà lại khổ thế này. Thầy với trò cái gì? Sao có cái chuyện gì mà thầy cứ gọi giật gọi vớ con về thế? Con đang chơi tổ tôm, đang vui thì tự nhiên gọi về. Úi giời ơi là giời ơi. Ông phải đau hết cả đầu, không ăn không ngủ được. Mày đi tổ tôm với tổ tép. Hả? Thế thầy đau đầu cái gì? Mày đưa hết công mía về gặm chưa? Ôi giời, tưởng cái chuyện gì? Thế là hóa ra thầy vẫn cay cú cái chuyện đấy à? Cả một cái vụ chứ mày ăn không của mày không đau đầu à? Quá thì con cũng đau đầu lắm, con điên lắm nhưng mà thấy yên tâm. Cái loại vợ chồng nhà nó thì chẳng qua là lúc đầu con hơi chủ quan thôi. Lần này nhá, thôi được rồi. Sáng ngày mai con sẽ dắt thầy đi với con nhá. Để con sẽ xử lý chúng nó, cho thầy nhìn, cho thầy sáng mắt ra. Thầy đi vào phòng ngủ đi. Con còn sang chơi tổ tôm tiếp đây. Ôi, cái thằng vô lo vô nghĩ kìa. Ôi, vụ trước mày cũng yên tâm, vụ này mày cũng yên tâm. Ôi giời, ông chỉ muốn cho mày cầm cái mổ lại đi. Đấy, nhờ hai cái mùa thu hoạch của cậu với ông mà vợ chồng mình có của ra đi, của vào. À, giỏi nha. Ôi giời ơi, ươm nha. Dạ, con chào cậu ạ. Chào cậu ạ. Bây giờ hai vợ chồng này có cả tiền ăn quà vặt đấy à? Dạ, thú thật với cậu là nhờ có ông và cậu nên là vợ chồng con mới có của ăn của để đấy ạ. Dạ, của vào của ra. Dạ, vợ chồng mày được cái mồm này. Con này ngồi đây cậu bảo. Ơi, ngồi xuống đây. Dạ vâng. Cậu nói thật nhá. Thật ra cái vụ mùa vừa rồi cậu lại cố tình cho vợ chồng mày đấy chứ. Cậu nhận phần dưới cho chúng mày phần trên là cậu thương chúng mày để cho chúng mày có của ăn của để. Hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Nên là coi như là phải biết ơn. Cái gì đấy? Biết ơn biết đường mà sống với cậu nhé. Dạ vâng ạ. Nhưng mà thôi, cậu thương thế là thương đến hai lần rồi. Năm nay cậu tính như thế này nhá. Năm nay cậu muốn là vợ chồng. Thôi. Ui chị đấy. Ui. Mày ngậm ngay cái mồm mày lại nhá. Cái mồm mày mở rộng ra như thế là ông biết ngay là mày chuẩn bị nói câu gì rồi. Vợ chồng con chào ông ạ. Chào ông ạ. Bây giờ thế này nhá. Dạ. Hai cái vụ vừa rồi vợ chồng mày quá khôn nhá. Còn cái thằng cậu mày thì quá dốt nhá. Đấy, cái vụ trước là mày trồng sắn. Mày ăn củ để cái thân ông về ông phơi khô. Ông nấu cám cho lợn mới khói ùm hết cả nhà. Cay xé cả mắt. Cái vụ sau chúng mày lại dở cái trò mày ăn ở trên mặt đất. Mày ăn mía để cho ông với cậu mày ăn củ mía thế à? À, chính vì thế cho năm nay nhá, chúng mày phải chấp nhận vợ chồng mà chúng mày nhá, để cho ông ăn cả củ cả thân. Ơi, dạ, nhưng mà ông không có nhưng nhắc gì cả, không có dạ vâng gì hết. Chúng mày ăn quá nhiều rồi, chúng mày quá khôn rồi. Bây giờ phải để cho ông mày khôn một tí chứ. Không có nói nhiều. Năm nay ông ăn cả củ cả cây. Chấm hết. Đi về. Dạ vâng ạ. Con xin phép ông, con xin phép cậu ạ. Chào cậu ạ. Đi thì mình. Con thấy thầy xử lý thế nào? Ôi giời ơi, dạ con bái phục thầy ạ.
thầy quả là cao kiến, thầy đúng là xứng đáng là thầy của con ạ. À. Cao như núi. Con cứ bình tĩnh, riêng thầy mà đã ra tay thì gạo say cũng phải ra cám nhé. Mà cái phen này thì cái cám cũng không có mà ăn. À, cứ như hai vụ trước mày bị làm ăn như thế thì không mà đổ thóc giống ra mà dạng. Đùa thầy, con đang định khen thầy, thầy nói thế bao giờ không? Ô hay, thế thầy làm như thế là không đáng khen à? Khen thì khen rồi nhưng mà thầy lại mắng ngon thế. Thế không ạ? Thầy, vợ chồng chúng đó kia, chặn nó lại. Ôi trời ơi. Cố lên mình ơi. Con chào ông. Con chào cậu ạ. Ôi giời, vất vả nha. Ôi dạ. Ông à, ông cũng phải nói với hai vợ chồng chúng mày thế này. Dạ. Thôi thì hai cái vụ trước vợ chồng chúng mày ăn đủ của ông với cậu rồi, thì vụ này thì chúng mày phải chấp nhận ngậm đắng nuốt cay, không phải để cho ông với cậu hưởng một tí chứ, để đừng có trách ông với cậu nhá. Dạ, dạ chúng vâng con không dám à. Thế tốt rồi, thế vừa rồi thế là đầy đủ các thứ rồi, cây cối với củ kiếc là của ông vẫn còn nguyên vẹn đấy chứ phòng. Dạ vâng, ông cứ nhìn xa xa kia đấy ạ. À. Đấy ạ. À. Của ông tất đấy ạ, à. Của cậu tất đấy ạ. À. À. Thế vụ này vợ chồng mày trồng cái gì đấy? Dạ, chả giấu gì ông, à. Vợ chồng con trồng cây ngô. À. Dạ. Ngô. Ngô. Vâng. Vâng, cây ngô ạ. À? Ngô thì không có củ, mà thân nó cũng chẳng để làm gì. Dạ. Thế cái con bắp đâu? Dạ, bắp đây ạ. À. Ông ra đây xem. Dạ, bú nó, lui ra cho ông xem. Đấy. Ô thế chúng mày, vợ chồng chúng mày lấy bắp à? Vâng. Vâng, thì ông chẳng bảo là không được lấy củ, không được lấy thân. Cậu ơi, cậu nói cho ông biết đây là cái gì đi ạ? À? Nó là bắp ngô chứ là cái gì? Đấy, là bắp. Thế đâm ra là chúng con mới lấy, chứ chúng con có dám lấy củ với lấy thân đâu. Thôi, bú nó. Dạ, con xin phép ông và cậu, con đi chợ cho nó sớm ạ. À. Dạ, con chào ông, con chào cậu ạ. À. Lấy bắp về, lấy bắp về. Mình ơi, về. Đi thôi. Đùa, con tưởng thầy thế nào? Hóa ra thầy thông minh thì cũng chỉ có như con thôi. Mà con nói thật với thầy nhá, cái ngữ như... Thôi! Là... Mày ngậm ngay cái mồm mày lại, nhá. Thầy có lạ cái gì nữa? Cái mồm mày mở rộng như thế, thầy đoán biết ngay được là mày chuẩn bị nói câu gì rồi nhá. Đúng là cái bọn kẻ khó này, vừa nhọ vừa thâm. Đã thế rồi mày sẽ biết tay ông. Mày biết ông đang nằm đây ông làm gì không? Hả? Nằm đây làm cái gì? Tao đang hứng nước ở trên trời nó rơi xuống, khát nước từ đêm qua đến giờ. Rồi ôi sao lại lấy được cái con vợ nó như thế này, có khổ cái thân tôi không kia lại. Rồi ơi, sao mà ngu thế hả trời ơi? Ngu thế nào? À, thế sao không đi ra giếng làng ấy mà nằm đấy? Thỉnh thoảng người ta đi, người ta múc nước qua, người ta tạt cho một gáo mà uống. Thế nằm đây chờ sương, chờ đến bao giờ hả?
Giời ơi, tao đi được ra đến giếng làng thì tao đã xuống tao uống nước rồi, việc gì cũng phải nằm đi chờ. Đi ra đây xa bỏ bố lên được ấy chứ lại tao nằm đây tao há chờ xương xuống, hiểu chưa? Thế mà tôi lại cứ tưởng là ông chờ sung đấy. Sao được lấy đi cái con vợ nó ngu thế này có khổ thân tôi không? Chờ sung thì mày phải kê chõng ra gốc sung để ông chờ sung. Chứ ông ngồi giữa sân này, nằm giữa sân thì sung đâu ra mà chờ? Hả? Mà sao lại... Ui, sao có con vợ nó lười thối tay ra? Có con trâu, mày phải cho nó ăn thì tao mới mang đi cày được chứ. Mày lười như thế, mày không cho trâu nó ăn thì nó làm thế nào? Thì tao chả bán trâu đi, tao uống rượu còn gì nữa? Hả? Này, thế tao hỏi mày nhá. Bây giờ có con trâu mày bán đi rồi, thế thì lấy gì mà cày? Mà không có cày thì lấy gì mà ăn? Rồi ôi, thế thì cứ ngồi đây mà há mà chờ. Rồi tao ơi. Tao cũng ngồi đây, tao cũng há. Đấy, xem có cái gì rơi xuống rồi tao mày cùng ăn. Rồi ôi, rồi. Há cái mồm thôi, mày há cả chỗ đấy ra. Ui giời, đúng cái đồ lười thối thây. Không làm mà đòi có ăn ấy, chỉ có ăn cái đầu... Đầu gì? Ăn cái đầu gối này này. Mày há lại tao xem nào. Há không phải há cái đấy, há cái này này. Thiệt đấy. Này ngon đấy. Ngon cái gì mà ngon? Sáng ra rửa mỡ à? Mỡ cái gì còn lâu mỡ? Sao mày ngu thế? Tao có cách kiếm tiền rồi. Đúng rồi. Cả nhà mình có cái ăn rồi. Chồng đâu? Ôi giời ơi, đừng có nhắc đến cái thằng vô tích sự ấy nữa. Nó đang nằm ở ngoài gốc sung kia kìa. Ôi thế à? Ừ. Thế thì bây giờ thì mình sướng nhỉ? Sướng thì vào đây chứ, đừng lấy làm sao mà sướng được. Vào luôn. Thế, ngồi xuống đây. Cẩn thận đứt dây. Ôi giời ơi, cái gì cũng cẩn thận. Cẩn thận quá thì thôi, về, nào, cầm dây, cầm thước, về. Thông cảm cho đằng này, lần đầu tiên làm chuyện đấy. Từ trước giờ đã bao giờ đi đò dạo như thế này đâu. Giời, này, nói nhỏ nghe này. Cái gì mà chẳng có lần đầu tiên. Mạnh dạn lên, chỉ sợ mai mốt đằng ấy lại nghiện, cứ quay lại đòi đo nữa. Thế thì... Thế bây giờ coi như là đo nhá. Đo thì chứ còn gì nữa. Đo thì ấy, cởi ra đi. Cứ cởi luôn. Ừ. Thế nhưng mà không được. Sao? Như thế không công bằng. Sao không công bằng là như nào? Cởi thì ấy cũng phải cởi chứ. Không lẽ cởi lại cởi một mình. Cởi. Cởi luôn. Đúng rồi, có làm thì mới có ăn. Còn không làm gì mà đòi ăn, chỉ có ăn cái đầu. Đầu. Cái đầu. À, đầu rồi, đầu đây rồi. Cái đầu gối này nè. Trời ơi, tao bắt được rồi nhá. Con này thằng này, mày đến đây làm gì? Mày làm gì ở đây? Dạ, chị nhà bảo em đến đo à? Đo à? Mày đo cái gì? Mày ra đây, mày ra đây. Mày ra đây. Nó bảo đo cái gì? Mày đo cái gì? Hả? Tôi không biết cái gì đâu. Tôi đang nằm ở nhà ngủ thì anh ấy lao vào. Anh ấy đòi đo tôi cái gì đâu? Ôi, mày đo cho tao cái liều. Anh ơi. Ôi là. Em cắn đường cổ. Mày nó đến. Hả? Cái gì? Anh đừng có hồ hoán. Bà con hàng xóm láng giềng nghe thấy thì chết em. Em còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Mà nhất là con vợ em. Con vợ em mà nó biết thì được. Nó cắt cổ em. Cắt cổ? Tao không phải đợi con vợ mày nhất. Tao cắt cổ mày luôn. Tao cắt cổ mày luôn. Mày muốn nào? Em xin anh cho em bồi thường à? Dạ. Bồi thường à? Dạ vâng. Có cho nó bồi thường không? Không, làm sao mà bồi thường được danh dự của tôi mà. Mày định bồi thường danh dự của vợ tao bao nhiêu tiền? Dạ. À đây, thưa anh, đây,
Em có hai quan tiền để hôm nay em đi lấy phải. Mày nghĩ danh dự của vợ tao nó chỉ có được bằng hai quan tiền thôi? Ôi giời ơi, con vợ của thằng thợ máy đâu? Anh bé cái mồm của em không chết em anh ơi. Bao nhiêu? Mấy quan? 4 quan hả? Lại thằng kia! Dạ. Tao cho mày bồi thường danh dự của vợ tao ít nhất phải là 5 quan! Ôi anh ơi! Nhưng mà... Thế thì... Thôi như này nha! Còn 3 quan nữa thì... Ngày hôm sau em gửi nốt anh chị ạ! À. Được không ạ? Được rồi, cầm đấy! Dạ. Tao nói cho mày biết nhá! Dạ. Ngày mai mà tao đến mà mày không giả lốt cho tao 3 quan nhá! Thì tao sẽ nói chuyện với cả cái con vợ mày ở nhà nhá! Dạ. Đừng có đùa, tao kêu ầm ĩ lên! Cút! Dạ vâng, em nhớ rồi ạ! Dạ. Làm sao thế? Em chào anh chị em về! Sợ đái cả ra quần rồi. Xem nào. Tiền dễ kiếm quá mình ơi. Nhưng mà tôi nói cho cô em biết nhá. Hả? Lần sau ấy là có phải mình phải vào thẳng cái gối luôn. Cứ đầu phải vào gối thì tôi mới phi vào được chứ. Trời ơi, được rồi, rút kinh nghiệm. Nhưng mà lần sau là phải nhớ đấy nhá. Tôi nhớ rồi. Gối luôn. Trời ơi, đi vào đây. Ai, từ nào. Ôi giời ơi, buồn quá. Ôi giời. Cái gì? Nhầm. Đây là guốc của cởi mà. Thế guốc của mình đâu? Đây của mình mà. Đây. Hai trái tim là một đôi. Tên của mình đây. Ôi dồi ôi. Này. Hả? Mày thế chứ gì? Mà này, hả? Sao quốc cứ không đi lên lệ cái phán nách được thế nào? Đi thì phát vừa rồi nhá. Con mà xuất cái mõm này à. Dạy. Cẩn thận đấy. Này. Hả? Cởi ơi. Cởi đây. Cởi cho mình hỏi nhé. Hỏi đi. Chồng cởi đâu? Ui giời ơi. Đừng có nhắc đến cái thằng vô tích sự đấy nữa. Làm cởi buồn. Sao lại vô tích sự? Sáng sớm người ra, đi ra cây sung, ôm gốc sung, chờ sung rụng rồi. Chiều mới về. Ôi giời. Chán lắm, chả được tích sự gì. Chả nhờ được việc gì cả. Uổng quá. Uổng. Uổng kinh thì được ý. Này, thì đúng là uổng thật ý. Đấy, làm gì thì mất uổng đi. Này, thì nó không ăn uống gì à? Không, nó ra đấy nó chờ sung dụng nó ăn đấy. Ôi dồi ôi, đúng là phí của rồi. Không ăn được ý. Thì cởi mở cho cả làng này người ta xơi chứ nhỉ. Sao lại nói cởi thế? Cởi ơi. Cởi đây. Đố cởi nhá. Đàn bà thích cầm cái gì nhất của đàn ông? Giời ơi. Hỏi tiếp cũng phải hỏi. Cầm tiền, cầm vàng, còn cầm cái của nợ gì nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Này, thế mà mấy con hỉm ở trong làng ý, nó lại cứ thích cầm cái này. Giời ơi, làm sao mà bằng cởi được. Uổng quá. Thế có muốn cởi giống mấy đứa kia không? Giống mấy con hiếm ở trong làng ấy hả? Ừ. Giời ơi, thế thì nó lại thích cầm tay. Đi. Từ. Trời ơi. Trời ơi. Uổng quá. Hey.
Thế mà nó bảo là đồng trinh. Nhưng mà đúng là ngon thật. Đã uổng. Ngon lắm. Uổng quá. Mày mà mày không nói. Ôi trời ơi, mày ơi, tại sao mày không vào? Thì tao phải nghe tín hiệu, đã thống nhất là bao giờ có cái câu đầu gối thì tao mới lao vào cơ mà. Nhưng mà tao mới nói đến cái đầu thôi là nó đã đút vào mồm tao rồi. Đút cái gì vào? Tao đút cái rẻ đấy, tao đút cái gì nữa. Ôi trời ơi, mất đúng hết rồi, mất hết cả rồi. Thì đúng là cái đồ ngu. Mà cái tội mày ấy, mày chứ còn ai nữa. Mày không thông minh, không thấy vợ mày ra thì mày phải đạp cửa mày xông vào xem mày làm gì vợ mày chứ. Ôi trời ơi, giết tao trong đấy mày cũng kệ tao à? Khổ thế, lấy được con vợ ngu sao mày ngu thế? Mà cũng tại cái thằng Kim Hoàn đấy. Thiên sư, khốn nạn. Thiên sư cái thằng Kim Hoàn. Trời ơi, mất hết cả rồi. Ôi trời ơi, đúng là đời mà không làm lại muốn có ăn thì chỉ có ăn cái đầu. Rồi mình ơi, mình đi rồi thì em biết bưng cơm rót nước cho ai mình ơi. Đã đi đâu? Ôi trời ơi mình ơi, mình đi rồi thì em biết sống với ai mình ơi. Chưa chết được đâu. Ôi trời ơi mình ơi. Cái gì thế hả mình? Ruồi mình ạ. Ôi trời ơi, chưa chết được đâu. Tử vi xem rồi, còn thọ đến 104. Mình ơi, các cụ đã dạy rồi. Tại gia thì tòng phụ. Phải. Xuất giá thì tòng phu. Ừ. Mà phu tử thì tòng tử. Rồi. Từ ngày em về em ở với mình đến bây giờ, em một lòng em thủy chung em son sắc với mình. Thế mà bây giờ mình ốm đau thế này, em thương mình lắm mình ạ. Trời, đừng khóc nữa. Bà thương tôi một, tôi thương cái thân tôi 10. Bà chỉ cứ thế này, bây giờ mà đi lại để cho thiên hạ nó dùng. Ôi rồi mình ơi, mình lại ngã rồi mình ơi. Ngã cái này phải vùng dậy ngay, không thì thiên hạ nó bắt ngay vợ hiền. Mình cứ nói thế chứ ai mà bắt em đi được. Em chỉ một lòng một dạ em ở với mình thôi. Nhưng mà mình ạ, có bột thì mới gột được hồ. Em mà không có bột thì làm sao mà em gột được hồ à mình? Tôi hiểu ý mình rồi. Mình lo tôi đi. Mình thân gái dặm trường, khó lo khó liệu, bơ vơ hả? Không phải đâu mình ạ. Mình hiểu sai ý em rồi. Em thì thế nào chả xong. Nhưng mà em lo là lo gia đạo nhà mình ạ. Bây giờ có mỗi một thúng bột thôi mà hai đứa con của mình nó tranh nhau thì nó mất đoàn kết. Mình biết rồi đấy. Mình sống mà chúng nó còn chẳng ưa nhau nữa là mình khuất núi đi rồi. Mình sợ các con tranh giành hả? Không lo, tôi đã có cách. Cách gì ạ? Mình gọi thằng Lô
thằng Nô mang cái bó đũa lên đây. Sao mình lại ăn cơm giờ này à mình? Không, tôi dạy các con nó về cái tình đoàn kết. Cứ mang cho tôi bó đũa lên đây. Vâng. Nhanh. Ôi dồi ôi, mình chờ em một tí nhá. Em xuống em gọi thằng Nô nhá mình nhá. Không chết được. Nô ơi! Nô ơi! Lên đây bà bảo Nô ơi! Nhanh lên Nô! Này, tí nữa ông dặn gì cứ làm theo ý ông, nhớ chưa? Ôi trời ơi mình ơi. Mình ơi, thằng Nô đây rồi mình ơi. Ông ơi, có ba đôi đũa, ông đôi, bà đôi, con đôi. Ăn nhanh để con còn đi rửa đũa. Ăn uống gì tao có cái hí khác. Ý ông là chia chác. Ông ơi, chia chác à, cái, ông có sao không? Ông sao? Chia chác cái gì thì chia. Chia đũa để làm cái gì? Con vót một lúc hàng trăm đôi. Chia gì? Kệ mẹ tao. Sao mày cứ xí mõm tham gia vào cái việc nhà ông là thế nào? Thì việc như ông, việc gì mà con chả phải tham gia, không có tham gia. Ông đạp chết cha. Ôi trời ơi, mình ơi, em xin mình. Giữ sức mình ơi, 104 mình ơi. Xuống lấy cho tao cái bó đũa lên ơi. Đi xuống. Ông yên tâm, con lấy ngay bó hương cho ông đây. À, bó đũa. Cái thằng mất dạy. Ôi trời ơi, mình ơi. Quái, sao hôm nay có bờ ở đây mà cái cọc nó lại ở kia nhỉ? Mà rõ ràng hôm nọ là mình đóng cái cọc vào bờ rồi mà nhỉ? Thằng danh con này lại dở trò rồi. Mất dạy này. Mày dừng lại. Dừng lại. Mày làm cái gì đấy hả? Tôi đang vạc bò. Mày vạc cái gì hả? Tao nói cho mày biết nhá. Từ cái hôm thầy chia là rõ ràng rồi nhá, mà hôm nay mày lại định lấn bờ như thế à? Ai lấn bờ nhà ông làm gì? Ruộng nhà tôi làm. Bờ nhà ông nó ở chỗ này. Tôi lấn bao giờ mà ông bảo tôi lấn đâu bờ? À, mày nhìn thử xem, thế này mà mày ở mày không lấn à hả? Cái cọc của tao rõ ràng là đóng ở bờ rồi, mà sao bây giờ nó lại ở kia? Tôi làm sao biết được cái cọc của ông ở đâu? Tôi chỉ biết cái bờ nhà tôi nó ra đến đây, thì tôi làm đến cái bờ nhà tôi. Này mày đừng có mà tham lam nhá. Cái bờ thầy bảo thầy để lại để thầy 104 tuổi là thầy đi, mà mày cũng định lấn lốt à hả? Này, cái bờ vẫn nguyên cái bờ, cái ruộng vẫn nguyên cái ruộng. Ông đừng có mà vu oan giáo họa nhá. Này mày cẩn thận cái mồm mày nhá. Tao nói cho mày biết nhá, từ nay tao không có anh em gì cái loại mày nữa nhá. Này, ông tưởng tôi thích làm anh em với ông nhá? Ừ, người được, thì mày nhớ đấy. Một mẩu thì tình tướng. Mày nhớ cái mồm mày nói nhá. Tao sẽ về tao nói lại với thầy. Về thì về. Để về. Xem thầy tính thế nào. Đó, đi về. Được rồi, đi về. Mạnh cái tay lên. Dạ. Thù gì tôi mà bóp mạnh thế? Hừ thì tôi nói cho anh biết nhá. Tôi nói cho anh biết anh là anh tôi. Lần sau tôi mà bắt được anh đắp bờ ruộng lấn trong ruộng của tôi. Này này, cái thằng mất dạy kia nhá, thằng danh con này nhá, mày đừng có láo nhá. Mày dài hơn tao nhưng mày là em tao đấy nhá. Này phải có trên có dưới nhá. Bố thấy không? Hai anh em có mảnh ruộng cạnh nhau, hai vợ chồng ấy suốt ngày đắp bờ lấn ruộng của con, thì có muốn đánh không? Tôi nói cho anh biết nhá, và hai vợ chồng anh bé như thế này ăn hết bao nhiêu hả mà lấn ruộng của tôi này thì tao nói cho mày biết nhá, một mình mày chưa có vợ con thì mày ăn hết bao nhiêu mà mày đòi lấn ra nhà tao trời ơi.
cha tiên sư vua chúng mày tranh nhau cái bờ chừa lại cho tao để chôn tao à? Sao mình lại nói như thế? Nhưng mà bố đấy, nghĩ xem. Hai anh em nghe thấy chưa? Bố thì sắp khuất rồi. Chưa nhà khuất được. À vâng em biết rồi. 104. Đấy, hai anh em nghe thấy chưa? Bố thì chưa đi được. Mà nhà có hai anh em ruột thịt lại cứ cãi nhau như mổ trâu mổ bò thế hả? Gì nhỉ mà xem, trông thế này với anh em ruột thịt à? Sao lại ông loài ở đâu ra một cái thằng mà to như thế này à? Có mỗi cái mảnh ruộng tranh cướp của nhau. Này mày láo vừa thôi nhá, mày cẩn thận cái mồm mày đấy nhá. Trời trời trời, anh em phải yêu thương đùm bọc lấy nhau. Hai con ngồi xuống đây thầy bảo. Bố bảo ông ngồi xuống đấy. Ngồi thì ngồi. Mà ngồi thế này thì nói chuyện cái gì? Hai anh em thằng này nó đứng ngồi bằng nhau thế nào nó hay mâu thuẫn. Dạ. Hôm nay thầy sẽ dạy các con một bài học. Nó mang bó đũa cho rồi. Ôi trời ơi, mình gọi thế thì làm sao mà nó nghe được. Nó không nghe thì ông gọi à? Bố mày sao lâu thế? Thì khổ quá thì con phải tìm phải vót. Chứ ông với em ông với bà gì dục thì sao mà con kịp được. Được rồi. Thằng cả cầm lấy con. Vâng. Thằng hai cầm lấy con. Các con có hiểu ý thầy không? Có hiểu ý thầy không? Hiểu chứ lại lớn tật này mà không hiểu nữa. Đi làm về đói đưa mỗi cái đũa để ăn thì chó nó được. Ôi trời ơi. Mày ngu, quá ngu, nói không suy nghĩ. Ý sâu xa của thầy là gì mày có biết không? Tức là làm thế nào ấy để mà với một cái đũa này mà mình vẫn ăn được cơm. Thế thì mới là giỏi. Ôi giời ơi, thế thì ăn vào mắt rồi. Ông thôi. Ông đưa tôi ăn trước xong vợ chồng ông ăn sau. Ôi giời ơi. Mày không biết trên biết dưới gì cả. Tao là anh thì vợ chồng tao phải ăn trước. Thôi thông giảng thôi một cái đi, không ăn trước ăn sau được cả. Chả mày. Thôi. Sao thầy? Ý của thầy không phải thế. Hai con bẻ thử nó đi. À bẻ. Ui giời ơi, đúng là ông mới là ngu. Rồi, thầy bảo tôi bẻ xong cái đũa, tôi mới hiểu ý nghĩa sâu xa của thầy. Thầy định dạy mình là như này, cái vấn đề cái đũa nó là cái vấn đề chất liệu. Nếu mà là tre non nhá thì bẻ nó dễ, nhưng mà tre già thì bẻ khó hơn. Nếu mà cái tre ngâm thì bẻ còn khó nữa. Mà nếu mà đũa sắt thì bẻ vào mắt. Yeah. Mày ngu, vẫn hoàng ngu. Mày có biết ý nghĩa sâu xa của thầy là gì không? Ý như nào? Tức là cả nhà mình chỉ có bó đũa kia thôi. Bẻ đi hết thì lấy gì mà ăn? Điên à, ông ấy bảo bẻ thì bẻ, chứ ai bẻ. Không phải là như thế. Ý của thầy hai con ý là như thế này. Anh em trong nhà là phải đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Chứ mỗi người mỗi ý như thế là như hai chiếc đũa này này. Để tách riêng ra thì ai bẻ cũng gãy, hiểu chưa? Tao đang nghi rồi, tao định nói tôi rồi. Tôi nghi là như thế rồi, thì ý nghĩa sâu xa của thầy như thế. Tôi cũng nghĩ ra nhưng mà tôi lại không nói ra đấy chứ. Không nói ra, ngu lại bảo là nghi. Chẳng hai cầm lấy. Dạ. Có hiểu ngầm ý thầy không? À, ý thầy con hiểu mà. Này, ý thầy bảo là như này. Là đây rồi. Là mình phải giữ lại những cái trò chơi dân gian. Đấy, chơi đánh truyền. Mày không xem đây này. Mình đây. Mình đừng có giận, mình mệt. Đấy. Ôi trời ơi. Đây là truyền 1 này. Đây là truyền 2 này. Không thấy thầy đang mệt đấy à? Không hiểu ý của thầy à? Thế thì ý thầy là như nào? Ông có hiểu không?
Bẻ thử tao xem. Bẻ? Bẻ. À, ông mới không hiểu chứ tôi hiểu ý thầy, tôi định nói rồi nhưng mà lúc ấy tôi chưa nghĩ ra chứ. Bẻ, bẻ thì bẻ thì gì? Nhưng mà ông là lớn, ông bẻ trước. Bẻ? Cầm cả bó, bẻ đây. Mày dài hơn thì mày phải bẻ đi. Thầy, thầy bị điên à? Cả bó này mà bẻ làm sao được? Thầy giỏi thầy bẻ đi. Mình ơi, mình cứ bình tĩnh để em giải thích cho các con nó hiểu thôi nhá. Để tao giải thích. Các con không hiểu. Cái tình cảm anh em ấy nó như cái bó đũa, riêng rẽ thì nó dễ bẻ. Chụm lại, đoàn kết lại thì có ai bẻ được không? Hiểu chưa? Thôi. Ông ơi, con đây mới là không chịu được ấy. Con nói với ông là con tưởng là vót đũa để làm gì, chứ cho hai anh em bẻ thế này, con biết thế là con chặt hết tre từ lúc nãy rồi. À, chứ còn bó đũa này gì? Bó đũa này nếu mà yếu không bẻ được nhá, thì đây này, thì người ngoài bẻ một phát gãy luôn. Yếu à. Ôi trời, ôi trời mình ơi. Ôi trời mình ơi. Mình làm sao thế này mình ơi. Mình ơi. Đâu ngủ uống trà hả? Đi ăn trộm chứ còn đi đâu? Đi ăn trộm mà mày ngồi vào trong nhà mày ngồi uống trà là thế nào hả? Mày yên tâm đi, tao điều tra kỹ hết rồi. Nó mất tiền mua thông tin nó phải khác chứ. Không tìm cái gì mà thông tin, chủ nhà nó về nó bắt được, nó đập chết, đập chết ngu lắm. Nhà thằng chủ này đang đi vắng, đi mà vắng tối ngày kia nó mới về cơ. Thôi, ai mà tin nhà ông được? Đi vào ăn trộm lại ngồi rót nước trà uống, mày như thằng điên ý. À này, tao có ý kiến này. Nhà cao cửa rộng như thế này, cả đời tao còn không mơ đến. Này, hay là tối nay tao với mày ngủ đây một đêm đi. Cái gì? Ngủ ở đây một đêm á? Ừ, ngủ đây một đêm. Xong rồi sáng mai cứ thế là anh em mình cầm đồ đi thôi, chứ không bây giờ ra để ngủ đường à? Thôi. Tao ngủ ngoài đường nó quen rồi, mày ngu nó vừa thôi. Sáng mai bê được cái đồ ăn trộm đi, không biết là có bê được hay không, quan nó lại bế đi thì sao? Ngớ vẩn này. Mày nói có lý. Này, nhà này thế này chắc nhiều đồ đẹp lắm. Bách đêm nay là mình trúng quả đậm. Vô lớn rồi. Cầm lấy đi. Mỗi thằng một hướng. Mỗi thằng một hướng. À mà không, mày đi theo tao đi. Chứ đêm hôm này tao cũng sợ lắm. Ui dồi, cái gì đấy? Này. Ui dồi ôi, cái lưu đẹp quá mày ạ. Thử đi. Cái này để tao bưng. Mày bưng không, bưng thử đi xem nào. Ui dồi, ai dồi. Nó nặng đấy. Từ, để tao thử xem. Mày đưa đây. Cầm đấy, đẹp quá. Ui. Nhưng mà tao bảo sao thế? Cái nhà này đẹp như thế này chắc chắn nó còn nhiều đồ lắm. Bây giờ tao mày đi một vòng tìm xem còn cái gì nữa mình vơ luôn một bẻ.
đúng không? Đúng đúng, hợp lý, hợp lý. Trẻ lại mỗi một cái này. Tìm tiếp, tìm tiếp. Đi xem. Đẹp quá. Úi dồi, này. Bức tranh cổ này cũng đẹp này. Úi dồi, bức tranh này là cũng có giá trị lắm đấy. Rồi rồi, ta xem nào. Nhớ nhá, nhớ. Tí nữa nhắc tao nhé. Bê tất. Bê tất. Tìm tiếp. Bê. Hàng xóm này thì không biết chứ. Tao là chủ nhá. Nghe chưa? Nói đi. Cái gì? Cái gì? Nói cái gì thì mày phải bỏ tay ra thì nó mới nói chứ. Nói đi. Dạ hai ông ơi, hai ông tha cho con. Con đang mụng mang dạ chửa thế này hai ông ơi. Tha thì tha. Mày phải bé bé cái mồm chứ. Bé cái mồm. Vâng con bé. Không được nói gì. Bọn tao chỉ lấy trộm đồ thôi. Tao không làm gì đâu nhá. Im mồm nghe chưa? Im cái mồm này. Nhưng mà này. Này mày mà la ầm ĩ lên nhá, bọn tao đập chết đấy nhá. Nghe chưa? Im ngay cái mồm này. Đi đi. Không có cái đẹp. Mày có bé cái mồm vào không? Tao giết mày bây giờ đấy. Cái gì? Làm sao? Định nói cái gì? Nói cái gì? Nói mày đi! Mày bỏ tay ra! Ông ơi, nói đi! Ông ơi! Con trở ra rồi! Con sắp sinh rồi ông ơi! Mày cố gắng mày đỡ đẻ cho nó rồi! Mày có im không? Mày đâu đẻ thì kệ mày chứ tao biết làm thế nào! Ông ơi! Ông nhớ đẻ cho con! Ông ơi! Làm sao được? Ai mà đỡ đẻ cho mày được? Ông ơi! Ông cho con đi thầy lang! Không con đẻ ra đây bây giờ ông ơi! Nghe tao bảo! Cái đẻ của tao hủy đi đã! Đàn bà mà đẻ không có người đỡ, không khéo chết cả mẹ lẫn con. Sợ con đẻ cái mồm tôi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa mày đi thầy lang, nhưng mà mày không được lu loa lên là bọn tao là hai thằng trộm, nhớ chưa? Nhớ chưa? Nào để tao dặn lại. Bây giờ tao sẽ đưa mày đi thầy lang, nhưng mày không được lu loa lên bọn tao là hai thằng trộm. Nhắc lại xem nào. Dạ, ông đưa con đi thầy lang, con không được lu loa lên. Hai ông là hai thằng trộm. Mày giết người đi à? Đi đi, đỡ. Ông ơi, ông đỡ con ông ơi. Được rồi. Con đẻ rồi ông ơi, con đi. Đi làm. Có bước được qua cái cửa đấy không? Nhanh. Ông ơi, con đẻ ra đến nơi rồi. Liệu có đẻ được không? Đến nhà thầy lang chưa? Đến rồi. Thầy lang. Mày đi mà vào gọi đi để tao đỡ cho. Mày đỡ đây. Ôi, làm sao được? Mày vào gọi thầy lang nhanh lên. Để tao vào gọi. Ông ơi, nhanh lên. Thầy lang ơi. Thầy lang ơi, đỡ đẻ thầy lang ơi. Đây rồi, đỡ đẻ. Mình ơi, ôi giời mình à. Hai thằng này là hai thằng trộm. Ôi giời ơi, bị lừa rồi. Ôi giời ơi, chạy đi. Đứng lại.
giời ơi, mình có làm sao không mình? Ôi trời ơi. Ôi giời, vừa mới cắt xong. Mình ơi, mình có đau lắm không hả mình? Chả đau à. Trời ơi. Thương quá. Mà làm sao? Đấy, mình ơi em khổ quá mình à. Hôm nay mình đi vắng nhá. Thế là có hai thằng trộm vừa rồi đấy. Nó lẻn vào nhà, nó khuân hết đồ nhà mình đi. Tí nữa thì hại cả đời em. May quá, em giả vờ bầu, sắp đẻ đến nơi. Em kéo chúng nó sang nhà thầy Lang, bảo là sắp đẻ đến nơi rồi, em mới gặp được mình đấy. Ôi giời ơi, may quá. Mà công nhận là mình thông minh đấy. Vâng. Ừ, thôi đợt này thì tôi về tôi sửa lại cái cổng nhà mình. Dạ. Rồi mình sắm thêm mấy con chó nữa. Vâng. Thì bố nó không chẳng dám ăn trộm như phải này. Phải thế mình à. Đúng. Cứ phải cẩn thận, gần Tết rồi đấy. Mày này, làm như bậu thật thế nhỉ? À đấy, em quên mình ạ. Để đến nơi. Thôi, vào nhà, tôi làm nốt cho. Ôi đi vào mình, rồi ôi. Bước lên như nào bây giờ? Nào, ai, ba nào. Ôi, xót quá mình nào, ạ. Để em đỡ mình nào. Ôi dồi ôi, cẩn thận nhá. Ôi dồi, khổ chưa? Đây đi vào đây, vào đây ngồi uống nước. Mình thấy em có siêu không? Có, mình em thông là, minh. Em là, em hơi bị thông minh đấy. Ôi dồi ôi. Vẫn đau quá à. Xót lắm. Thế nhẹ thôi nhá. Nhẹ nào. Ngồi nghiêng. Nghiêng nhá. Được chưa? Được. Được rồi. Được. Mình có thấy không? Nhờ trí khôn của vợ mình mà em mưu cao đấy. Em thông minh hơn người. Em nghĩ ra như thế chứ không có nó lấy hết đồ của nhà mình rồi. Mình là thông minh nhất đời đấy. Chiền. Vợ mình mà lì. Thôi chết rồi. Lư Đồng đâu? Bức tranh cũ cổ để lại đâu? Ôi mình ơi, cái lúc mà em đi, em thấy nó vẫn ở đây cơ mà. Ôi trời ơi, thế là mất rồi. Ôi trời ơi, đấy. Thế là nó lấy hết của nhà là mình rồi mình ơi. Đấy là thông minh nhất đời đấy. Ôi trời ơi.